Kính thưa quý vị và các bạn, cho đến thời điểm này thì sau khi rất nhiều tờ báo chính thống của Phật giáo và báo giấy, báo in đã đăng tải những thông tin về thiền em bên bờ vũ trụ thì số người hâm mộ nơi này đã giảm xuống rõ rệt. Bên cạnh đó thì một số fan ruột của thiền em cũng tuyên bố dừng lại sau thời gian dài đặt niềm tin vào bộ kinh siêu phàm của thầy ông nội. Có thể nói thì những người này đã ngộ ra sự thật từ rất lâu rồi, nhưng mà họ chờ đợi một cái sự khẳng định từ cơ quan chức năng. Tuy nhiên thì như báo Giác Ngộ cũng có nói là cơ quan điều tra họ vẫn đang làm việc, bởi vì sau rất nhiều năm hoạt động ở rất là nhiều địa phương nên họ cần phải có khoảng thời gian nhất định để điều tra cho rõ ràng hơn. Nhưng cũng phải nói thêm là vụ việc đến nước này thì thật sự một phần cũng do một số fan cuồng của Thiền Am bên bờ vũ trụ. Nếu như từ đầu các bạn yêu thích Thiền Am thì cứ yêu thích thôi, đừng có thách thức rồi chửi bới, ném đá những cái phe đã kích làm gì. Thì mình nghĩ từ từ mọi chuyện nó sẽ chìm xuống, một ít ra thì vụ việc nó cũng không rùm beng như giờ, và cũng không đến mức là phải có hàng loạt cái tờ đơn kiến nghị gửi đến các cơ quan chức năng. Nói về các đơn kiến nghị thì có một số người cho là các lá đơn nó bị cơ quan chức năng là bác bỏ rồi, nhưng không biết thông tin các bạn đó nói có căn cứ từ từ đâu không, nhưng mà cơ quan nào bác bỏ thì cũng chưa biết. Những thông tin gần đây thì thấy các cơ quan đang tích cực điều tra và báo chí cũng tiếp nhận những cái thông tin từ các tờ đơn kiến nghị đó như là một cái cơ sở để tham khảo và giải quyết các vấn đề liên quan đến thiền em bên bờ vũ trụ. Có rất nhiều những cái cáo buộc cho là thiền em bên bờ vũ trụ là ma dương phá đạo Phật, bởi vì một số lý luận cũng như là cái giáo lý của bộ kinh siêu phàm mà họ cho là sẽ áp dụng vào cái thời kỳ mạt pháp. Chưa biết bộ kinh siêu phàm đó nó có giúp ích được gì cho thế giới, cho nhân loại hay không, mà trước tiên là sẽ giúp ích được cho thiền em bên bờ vũ trụ một phần không nhỏ đó. Đó là nó lôi kéo được một số người nhẹ dạ cả tin đi theo những lý luận đó ha. Mà tính ra thì ma lực của nó cũng rất là ghê gớm á quý vị. Bằng chứng rõ ràng nhất là hiện tại cái cô bé Diễm My vẫn chưa hoàn toàn bình phục như trước đây. Nếu như mà bị quan tưởng do uống thuốc hướng thần thì cũng khoảng một thời gian ngắn thôi sau thôi thì cơ thể nó sẽ trở lại trạng thái bình thường. Còn trong vụ này đến nay cũng 3 4 tháng rồi, vẫn chưa có hoàn toàn bình phục. Đây quả thực là một cái vụ gây ra rất là nhiều hoang mang trong dư luận đó. Một số người thì thường vào ném đá mình cho là tụi mình câu like câu view. Nếu không thích thì các bạn có thể dislike, chứ làm sao mấy bạn xem mà mình nhấn nút like được, đúng không quý vị? Nhưng mà cũng xin nói thêm là ai làm mà không vì tiền, nếu mà không ăn mà sống như được như thầy ông nội thì khi đó mới không cần tiền. Cái này là do chính mấy vị bên thiền am bên vào vũ trụ quay clip đưa lên là nói thầy ông nội không ăn mà sống mấy năm gì đó nghe. Nhưng mà nên nhớ, ngoài cái mục đích kiếm tiền thì tụi mình còn muốn gửi gắm những cái thông điệp, những cái sự thật mà thiền em bên vào vũ trụ đã che giấu bấy lâu nay. Nếu mà không đưa ra những sự thật đó thì đến ngày hôm nay sẽ còn rất là nhiều người đặt tình thương nhầm chỗ, mà đáng lý ra cái tình thương đó đó hãy dành cho những nơi khác thật sự cần giúp đỡ thì nó sẽ rất là đáng trân trọng, rất là đáng quý, đúng không quý vị? Vâng, xin cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều ạ.